Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em giới thiệu các bác con đẩy mang hiệu là CA9. Đây em sẽ bắt đầu unbox sản phẩm ở trong phòng chứ. Ở trong phòng. Vâng. Đây mặt phong của sản phẩm các bác nhìn thấy này. Đóng gói rất cẩn thận. Sản phẩm bên em về đều test thử đầy đủ. Đấy. Test trước khi gửi về. Kể cả về trong tình trạng là dở dang này vẫn ok. Và bây giờ sẽ mở ra cho các bác xem nha. Ồ, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em giới thiệu với các bác con đẩy CA9. Từ nãy giờ mới còn đây là con này là CA9 và em sẽ cho các bác xem luôn là công suất máy là bao nhiêu watt nhé. Giờ các bác hỏi là CA9 công suất bao nhiêu watt thì em sẽ mở luôn cho các bác xem này. CA9 là 520W tải 8 ohm, 780W tải 4 ohm, 1560W chụp cầu tải 8 ohm và chụp cầu tải 4 ohm là 2050W. Tức là một con này nếu mà trong trường hợp bí bách các bác vẫn có thể đánh được một đôi xúc thép 40. Đấy. Bí bách các bác vẫn đánh được một đôi xúc thép 40. Đấy. Bí bách. Đấy. Một đôi nhá. Đấy. Rồi ok. Đấy là về phần công suất, về phần giá. Giá của con này hiện tại bên em đang bán với giá là 4 triệu bao ship các bác nhé. Về mặt form này. Và đây là mặt sau của sản phẩm các bác này. Đấy, có hai quả giò rắc ninh 1 ninh 2, có gạt tín hiệu độ nhạy đầu vào, công tắc chuyển chế độ là xe banana và bright. Đấy, và có hit pass tức là cắt và nén tần số thấp, cái này rất là hay này. Ví dụ các bác mà trong gia đình các bác mà xài hay là các bác mà dùng trong gia đình các bác có loa trầm rồi các bác gạt lên trên, nó sẽ tự động cắt và nén tần số dưới 30 Hz. Đấy, còn các bác gạt xuống thì nó thả bát, nó đánh êm sâu đầm. Trong trường hợp các bác là không có nó súp thì các bác thả xuống đấy thì các bác ngoài trời vậy. Các bác mà đánh súp mà ví con này các bác mà bí bách đưa vào đánh súp ngoài trời thì nên gạt máy tắt ọt là tắt. Đấy, ở bên này là công tắc công GND. Đấy, GND là tiếp mát xuống vỏ. Đấy, ăn mát vỏ chung là cắm đây. Hỗ trợ giáp cắm là spike công là 4 này, cắm bắp chuối, các cắm phổ thông này, công tắc cộng nguồn này, cầu chì nén luôn này. Đấy. Và đây nó có hướng dẫn là thông báo luôn là sử dụng trong điều kiện như nào. Đấy, các bác ạ. Rồi, XNR này, pick cộng 1 cộng 2 2 này. Có quạt này, tem bảo hành của công ty. Đấy, ok. Ok, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nha. Hẹn các bác video sau vậy.